Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy và toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng chủ nhật, một ngày cuối tuần thật là bình yên và hạnh phúc khi chúng ta lại được ngồi chung dùng điểm tâm sáng, và hôm nay được đầy đủ nhân duyên lại một lần nữa được lên chia sẻ về kinh nghiệm tu học của bản thân. Lời đầu tiên, con xin chúc trân sư phụ, quý thầy và quý vị Phật tử có một ngày mới thân tâm an lạc và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xuất gia là một điều rất là quan trọng. Một vị tăng bước vào đời, và đó là trách nhiệm của một vị thầy đưa đạo vào đời, thay Phật độ hoằng dương chánh pháp, không chỉ ở mặt khẩu giáo mà quan trọng còn ở thân giáo. Khẩu giáo là trên mặt ngôn ngữ và lý thuyết, nhưng học Phật một người đời cần ở vị thầy đã nương tựa và học pháp, đó chính là sự thực hành về giáo pháp. Nên hôm nay con xin chia sẻ một bài pháp ngắn có tựa đề là Tu Trong Công Việc. Con được sinh ra trong một gia đình nghèo, nên từ rất nhỏ con đã tự lập và tự lo cho bản thân. Từ mọi việc gia đình, giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Chính vì điều này đã làm cho mình một thói quen sống rất là sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Và lớn lên từ môi trường này, con lại được bước vào môi trường quân đội. 2 năm đi vào quân ngũ chính là 2 năm giúp cho con trưởng thành cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Vào trong quân đội giúp cho con học được rất nhiều thứ, chính là sự giờ giấc nghiêm chỉnh, và thổi một tiếng còi hay đánh một tiếng kẽn trong quân đội là bắt đầu phải xách ba lô, mang súng, mang mùng mền, chiếu gói, phải xếp gọn gàng trong ba lô để đi hành quân hay đi chạy, đi diễn tập. Chính vì điều này, khi nghe tiếng chuông hay tiếng còi mới vào quân ngũ, nghe là bắt đầu rất là sợ, nhưng một thời gian thích nghi rồi cũng quen. Nhưng trong quân đội, ăn ở sạch sẽ chính là hàng đầu, vì sạch sẽ tạo cho sự sống rất là thoải mái và rất là dồi dào sức khỏe. Và trong quân đội, mỗi sáng thì thường có đi chấm điểm gọi là nội vụ. Và 10 cái nội vụ đó thì 10 cái thẳng tắp, 10 cái. Và 10 cái giường đôi thì 10 cái thẳng tâm tắp. 10 chiếc chiếu thì 10 chiếc chiếu thẳng băng. Và 10 đôi giày đỡ trên kệ thì 10 đôi giày thẳng tắp. Và súng, trong tủ súng thì 10 cây thẳng tâm tắp, 10 cây. Chính vì điều này tạo cho con một cuộc sống rất là ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Và từ ngày có duyên trở về nhà, và con lại có duyên biết được Phật Pháp và xuất gia tu học đến bây giờ, con cũng nhờ đức tính siêng năng, sạch sẽ, gọn gàng mà tạo cho mình một cách sống rất là thoải mái và lành mạnh. Và khi vào chùa, con cũng học được một tấm gương, đó chính là tấm gương của sư phụ. Ngài ở trong phòng con thấy cũng rất gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, và Ngài thường lo cho đại chúng, lo cho anh em chúng con và dạy làm sao mình phải ăn ở gọn gàng, sạch sẽ, mát mẻ. Nên tục ngữ Việt Nam cũng có câu nói rằng nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Câu này quả thật đúng là rất hay và ý nghĩa.
Tại vì khi mình đi làm về hay đi đâu về nhà mà thấy trong nhà bề bộn đồ đạc, nào thau chậu quần áo vứt lung tung, tự nhiên ta thấy mệt mỏi, nóng bức, rất là khó chịu. Nhưng mà khi đi đâu về nhà, thấy nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, tự nhiên mình thấy rất là thoải mái và thấy rất hạnh phúc và thấy rất là nhẹ nhàng trong tâm hồn. Nên ở chùa cũng vậy, hàng ngày sư phụ ngài nói về mặt gọi là khẩu giáo, nhưng ngài còn dùng thân giáo, đó chính là làm những việc nhỏ như nhắc nhở hai ngài đi tắt từng cái bóng điện. Và khi nhà tắm có nước bị rò rỉ thì ngài lắng nghe và ngài vào trong để tắt nước. Và mỗi sáng chúng ta thường quét rác chung với sư phụ và quét từng cọng rác nhỏ sạch sẽ. Đó là việc tu đó mọi người, chứ không phải là tu ở đâu xa đâu ạ. Nên con được nhân duyên được sư phụ và quý thầy cắt cử lên chánh điện của chùa mình. Từ ngày lên chánh điện, công việc càng nhiều hơn. Tại chánh điện là mặt tiền của chùa nên bụi rất là nhiều. Hàng ngày công việc của con là lau chùi, quét dọn chánh điện cho sạch sẽ, đỡ mọi người khi về lễ Phật cảm thấy bước vào điện Phật thấy rất nhẹ nhàng, thanh thản và thấy mát mẻ. Muốn được như vậy thì hàng ngày phải siêng lau chùi, quét dọn thường xuyên. Chính nhờ như vậy mà mình đỡ buông lung phóng túng mà tạo được công đức phước báo. Nhờ mình làm và tâm mình đặt vào công việc như vậy mà không có thời gian rảnh nên đỡ lắm quý vị. Tại vì có câu nói rằng nhàn cư vi bất thiện, chính là khi ở không thì sanh cho con người cái tâm không tốt, cái tâm không thiện. Nên hàng ngày lịch của con là hình như không có thời gian rảnh. Chính vì như vậy mà con đỡ đi phần nào cái tâm buông lung phóng túng. Làm xong rồi lại về học bài hay tụng kinh, rồi sáng thì đi học, trưa mới về. Chính vì như vậy mà cuộc sống của mình thấy nó trôi qua rất có ý nghĩa và sống có hạnh phúc. Khi mẹ bị tai biến thì con về nhà thì bao nhiêu công việc, nào lo nhà cửa, nấu ăn uống, rồi ra làm việc đồng áng. Người ta nghĩ rằng một vị thầy tu chỉ đứng chỉ tay năm ngón hay chỉ đứng hay ngồi trên pháp tòa thuyết pháp, chứ người ta không nghĩ rằng một vị thầy tu là làm những việc đơn giản, lau dọn nhà cửa, bàn thờ, quét dọn, lo việc ruộng nương của gia đình. Không có người thì con phải phụ giúp gia đình. Mà nhiều người cứ nghĩ rằng con không phải thầy tu đâu quý vị, tại vì con cũng giác quốc ra đồng, làm việc đồng áng, rồi làm bếp núc, rồi làm mọi thứ để phụ giúp gia đình. Nên nhiều người cứ nghĩ con không phải là thầy tu, nhưng mà công việc cũng chính là việc tu. Khi con vào trong bệnh viện để nuôi mẹ thì mọi người rất là ngạc nhiên, đương không lại có một ông thầy ở trong bệnh viện. Mà trong bệnh viện thì cuộc sống tập thể, cái phòng con ở có 10 giường bệnh, 10 người bệnh nhân, 10 người nuôi bệnh. Có khi ca bệnh nặng thì có 2 người nuôi nữa, thì một phòng có thở 20 mấy người. Nhưng cuộc sống tập thể, ý thức mọi người rất là kém. Con vào nhà vệ sinh, vào nhà tắm, con thấy dơ và bẩn dữ lắm. Nhưng mà ít ai quan tâm đến việc này. Và trong phòng, trên vách tường hay dưới sàn nhà cũng không được sạch. Nhưng mà con vào trong bệnh viện, mọi người cứ ngơ ngác, không biết con kêu con là gì. Và con ở một thời gian thì con phát tâm hàng ngày dọn dẹp vào trong nhà vệ sinh, nhà tắm, lau chùi, chà rửa sạch sẽ hết. Có một chú thấy như vậy cũng phát tâm. Hay những thùng rác ở trong bệnh viện rác thì mọi người ý thức vứt lung tung. Hay khi thùng rác đầy rồi không có ai đỡ bỏ bịch ni lông mới,
cho mọi người bỏ vào, thì con lại lấy chổi quét những rác hay lẫn rác ở ngoài, bỏ vào thùng rác và kê lại cho thẳng hàng, thẳng lúng. Đôi khi việc nhỏ như vậy, khi chúng ta mới nhìn vào, có thể xem thường và nghĩ rằng một vị thầy tu mà đi làm những việc không đáng như vậy. Nhưng mà mình hiểu rằng chính những việc đó chính là đang tu đó mọi người. Tu đâu cần ở đâu xa, tu là trong những việc sống gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Mình ở đâu cũng vậy, đến đâu cũng như là nhà mình, đến đâu cũng là nơi mình sống. Sống sạch cho mình cũng tức là sạch cho người. Nhờ như vậy mà mọi người lại có phát khởi tính tâm. Từ khi mới vào, mọi người chưa gọi con là thầy đâu. Mọi người có những ánh mắt và rất là kỳ. Nhưng một thời gian con ở, thì nhờ những việc làm không cần nói bằng qua kinh điển, nhưng con dùng thơm giáo nên đã cảm hóa cũng rất nhiều người trong bệnh viện. Thấy nơi mình ở bụi dày, phát tâm dọn dẹp nơi này đẹp xinh. Tuy không nói một lời kinh, thân là bài pháp niềm tin cảm người. Cả ngày luôn sống vui cười, yêu thương có mặt giúp đời đẹp hơn. Và khi con vào nuôi mẹ, chính căn phòng và chính những người trong phòng đó lúc nào cũng hạnh phúc. Tại vì mình tu chính là đem năng lượng của bình an, của hạnh phúc, của niềm vui. Nên cả phòng, cả ngày ai cũng vui cười. Và khi một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nên khi cười tạo cho chúng ta một sinh khí, một nghị lực và một cuộc sống rất là hạnh phúc. Lo nuôi người bệnh đã mệt rồi, nhưng mà khi chúng ta cười và trao cho nhau tình thương, lo lắng, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, thì cuộc sống này rất là màu nhiệm, rất là vi diệu. Và chính nhờ như vậy mà hàng ngày con ở chùa, con cũng thường đi lấy rác hay là dọn dẹp những tô chén mình ăn bỏ ở ngoài hành lang ở phía trước. Những công việc này tưởng chừng là rất bình thường và mọi người nghĩ rằng giống như mình xem thường. Nhưng mà con thì lại nghĩ rằng mình làm như vậy là giúp cho chùa mình sạch hơn, đẹp hơn, và giúp cho mọi người về lễ Phật cảm thấy hạnh phúc, nhẹ nhàng và thấy muốn đến chùa hơn. Chứ đến một ngôi chùa mà đầy bụi bẩn, rồi đầy rác và tô bát chén thì lung tung, thì con nghĩ rằng mọi người cũng không có muốn đến chùa nữa. Và một vị thầy thì đương nhiên phải ăn ở sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, chứ đâu phải nhất thiết là phải lên pháp tòa nói cho hay. Mà một người đời cần ở một vị thầy tu chính là pháp hành. Ngoài đời người ta cũng có câu nói rằng nói chính thì phải làm mười, nói mười làm chính, kẻ cười người chê. Huống gì mình là một vị tăng thay Phật đưa đạo vào đời, nhưng mình nói được, mình phải làm được những gì mình nói. Giống như sư phụ, ngài nói được, làm được. Nên hàng ngày con để ý những hành động, những công việc của sư phụ rất là nhiều. Con vừa nghe pháp của sư phụ, nhưng mà con thường để ý vào chính là pháp hành, chính là dùng thân giáo. Chính cái thân giáo này giúp cho con học hỏi được nhiều điều và giúp cho con sống tốt hơn và luôn cố gắng làm sao để làm góp phần nhỏ nào đó giúp cho ngôi chùa Hoằng Pháp này được phát triển hơn, được tốt đẹp hơn và giúp cho mọi người tin về Tăng Bảo nhiều hơn. Nên con luôn biết ơn sư phụ đã gầy dựng ngôi chùa Hoằng Pháp này bao nhiêu năm qua. Con cũng xin góp một phần nhỏ để cho ngôi chùa này được càng ngày càng phát triển và càng ngày càng lan xa và tình thương và lòng từ bi của Đức Phật và sư phụ dành cho mọi người khi trở về
mái chùa này để tu tập. Ơn thầy gầy dựng bao năm, ngôi chùa Hoằng Pháp tiếng tâm xa gần, noi gương cố gắng chuyên cần, cho con được góp một phần nhỏ nhoi. Tuy là có chút lẻ loi, niềm tin chánh pháp sáng soi lối về. Và con xin cảm ơn trên sư phụ, quý thầy và đại chúng đã chú ý lắng nghe. Kính chúc mọi người được nhiều niềm vui và hỷ lạc trong lúc con chia sẻ. Nam mô A Di Đà Phật.